thưa ông bà, chúng ta sống trong cuộc đời Thiên Chúa ban cho chúng ta biết bao ân huệ. Ơn của Chúa giống như hơi thở, nhờ hơi thở mà chúng ta sống, hiện hữu và tồn tại lớn lên trong cuộc đời này. Một trong những món quà quý giá mà Chúa ban cho chúng ta đó là món quà thời gian. Mặc dù trong cuộc sống bao nhiêu con trai bận rộn, có những khi chúng ta không cảm nhận được sự quý giá của món quà này. Thời gian trôi đi không bao giờ dừng lại, như một con sông lặng lẽ chuyển mình. Như một chiếc xe cổ Hy Lạp đã nói, người ta không bao giờ tắm hai lần trong một dòng sông. Bởi lẽ vừa tắm xong lên thì dòng sông nó lại tiếp tục chảy, và nếu bước xuống lại ngay lập tức thì dòng sông ấy đã là một dòng sông khác rồi. Vì thế mà thời gian như dòng sông lững lờ trôi, không bao giờ trở lại. Và con người phải đem ra món quà thời gian ấy là quý giá, để biết tận dụng thời gian đem lại những ích lợi cho cuộc sống của mình. Có một tác giả đã xác định giá trị của thời gian như sau: nếu biết giá trị của một năm, hãy hỏi một em sinh viên vừa thi trượt đại học. Em đã vất vả bỏ ra một năm trời để ôn thi nỗ lực như thế này. Nếu biết giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con thứ hai. Vì thứ một tháng cho nên đứa trẻ ấy không thể lớn lên như những con người bình thường. Nếu muốn biết giá trị của một tuần, hãy hỏi người chủ nhiệm một tờ tuần báo nỗ lực cố gắng soạn thảo chuẩn bị như thế nào. Nếu muốn biết giá trị của một giờ, hãy hỏi hai bạn trẻ đang yêu nhau chờ đợi một giờ để gặp gỡ nhau và có một giờ để nói chuyện. Nếu biết giá trị của một phút, hãy hỏi một người vừa lớn chuyến đăng vì có một phút chậm trễ cho nên phải đi chuyến sau. Nếu biết giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa phát tai nạn trong gang tấc. Và nếu biết giá trị của một phần 10 giây, hãy hỏi một quán quân vừa đạt được giải trong một cuộc trận đua. Những hình ảnh ấy cho chúng ta thấy thời gian chú năm là một quà tặng vô giá mà mỗi người chúng ta hãy cố gắng để mà dành thời gian ấy như thế nào đem lại cho bản thân, gia đình và những người xung quanh những điều tốt lành. Kính thưa cộng đoàn, nhìn lại cuộc đời của các cô các em, chúng ta thấy Chúa ban cho Ngài 92 năm ở trần gian. 92 năm gần một thế kỷ, cha cô là người có biết dùng thời gian để đem lại ích lợi cho giáo hội, đem lại ích lợi cho những người xung quanh, đem lại ích lợi cho các linh hồn mà giáo hội trao phó cho Ngài chăm sóc. Nhìn lại cuộc đời của cha cô, chúng ta cũng thấy Ngài giống như một người đi tìm kiếm thời gian để nhận ra cái cách kỳ diệu của Thiên Chúa can thiệp trong lịch sử. Ai trong chúng ta cũng biết cha cố là một người đam mê sưu tầm tem, sưu tầm tiền cổ cổ và sưu tầm các loại ảnh tranh thánh. Sưu tầm các đồ quý giá của đức cha cố như một đam mê, như một lý do sống tồn tại. Và mỗi một con tem, mỗi một đồng tiền cổ, tất cả là một câu chuyện dài có liên quan đến bao nhiêu vấn đề về quan niệm nhân sinh, về nét văn hóa của mọi dân tộc và nhất là về đức tin. Đối với những người sưu tập tem tiền cổ thì những con tem càng cổ càng giá trị, những đồng tiền càng cổ càng hiếm thì càng quý giá. Có những con tem mấy đồng tiền là những một kho tàng. Kho tàng ấy không đơn thuần chỉ là giá trị vật chất, nhưng kho tàng ấy còn gửi gắm những thông điệp để nói với chúng ta về ý nghĩa của cuộc đời.
phố sưu tầm tên cổ, tìm cổ và những tranh ảnh thánh không phải chỉ là một đam mê thật lý trở lộn. Nhưng xuyên qua thời gian, cha cũng đã đọc được thông điệp mà Thiên Chúa muốn gửi gắm qua dòng chảy của lịch sử. Tình nhìn thấy những điều kỳ diệu Chúa thả nơi các nền văn hóa để biết những gì là giá trị trần gian, những giá trị tín cử, để biết những gì là trong qua như hình ảnh của những vị tổng thống, của những người lập quốc đi trên các tổng thể ấy, rồi những người đã có văn hóa một thời quyền thế hùng mạnh đầy uy lực thế gian, nhưng rồi đến một lúc nào đó cũng phải khuất phục trước đấng cao cả là Thiên Chúa đấng vĩnh cửu. Vì thế mà những sưu tập, những con đen, những đồng tiền cổ, có những con đen hơn 100 năm rất giá trị. Nó không chỉ chứa đựng giá trị văn hóa, giá trị lịch sử, nhưng nó còn là những ngôn ngữ không lời để nói với chúng ta về Thiên Chúa, đồng thời là một thông điệp nhắc nhở chúng ta cái gì sẽ qua đi và cái gì sẽ tồn tại. Thiên Chúa dùng đến chúng ta sống ở cõi đời. Cuộc sống con người ở trần gian chỉ là tạm thời. Giá trị tín cử đó là chúng linh hồn, đó là những công đức mà chúng ta lập được, tình yêu mến chúng ta dành cho Chúa và chúng ta dành cho tha nhân. Vì thế ngày hôm nay ôn lại cuộc đời của cha cố kính thưa cộng đoàn, chúng ta xin cho mỗi người chúng ta biết sử dụng thời gian Chúa ban cho. Chúng ta nhìn về quá khứ giống như cha cố, ôn lại quá khứ để sống cuộc đời hiện tại tốt hơn và để cùng nhau hướng về một tương lai tin tưởng. Lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta khi nhìn đến thời gian Chúa ban ở cuộc đời này không nhiều, mỗi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Chúa nói các con hãy tỉnh thức bởi vì không biết ngày nào giờ nào Chúa đến để gọi các con. Chúa đã so sánh giờ Chúa đến cũng giống như một người chủ nhân mới có thể về bất kỳ lúc nào. Chúa so sánh giờ Chúa đến cũng có thể giống như giờ là một kẻ trộm đục bách các từ vào nhà. Chính vì thế mà mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức luôn luôn để chờ đợi Chúa. Người tỉnh thức là người trân trọng thời gian chúng ta. Người tỉnh thức là người muốn sống mỗi giây mỗi phút trong cuộc đời đều là mỗi giây mỗi phút đấy rất tốt đẹp trước mặt Chúa và trước mặt tha nhân. Người tỉnh thức là người trân trọng tất cả những gì mình đã được thừa trong hiện tại. Người tỉnh thức cũng là người nhận ra những niềm vui và những hạnh phúc nho nhỏ trong cuộc sống mà có lẽ nhiều khi chúng ta lơ là để cho qua đi mà không nhận ra có sự can thiệp kỳ diệu của Thiên Chúa và cánh tay nhân từ của người sẵn sàng. Cha cố đã trở về tự nhiên 50 năm trước khi mộ vào ngày 1 tháng 7 năm 2016. Ngài đã yên hiện và đã mở cách xa về. Nhưng Thiên Chúa lại muốn cho Ngài sự vụ có thể quan trọng hơn với việc mà ngôn sứ Gia-ga nói với chúng ta trong bài sách Thánh Luca đầu tiên. Ngày ấy Thiên Chúa sẽ đãi dân của người vừa hữu kiện. Ngày ấy sẽ không còn khó khăn, không còn thăng năng. Và Thiên Chúa sẽ thắp tấm thăng năng bao trùm cả đời. Thay vì cha cố kỷ niệm 50 năm Thiên Thánh, Thiên Chúa Linh Mục của mình ở trần gian, Chúa đã muốn cho người được kỷ niệm 50 năm một cách trọng thể hơn, ý nghĩa hơn. Đó là niềm vui tín cử, niềm vui muôn đời. Trong suốt 60 năm của cuộc đời linh mục, cha cố đã đong giảng Chúa Giêsu, đã đong giảng tình thương của Chúa. Cha cố đã cố gắng sống để lại hiện thân tạm ảnh hình ảnh của Chúa Giêsu cuộc đời. Ngày 10 tháng 3 năm 2016, cách đây khoảng 1 năm, Chúa đã muốn cho cha cố được trực tiếp chiêm ngắm những gì cha cố đang giảng, được trực tiếp chiêm ngắm những gì cha cố vẫn tin sự gắn bó và xa đi. Chính vì thế ngày hôm nay kỷ niệm một năm ngày cha cố xa rời chúng ta dâng thánh lễ này để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho người 92 năm cuộc đời, một hành trình từ Bắc vào Nam, một hành trình từ linh mục 60 năm đến bao nhiêu gian nan vất vả. Những ngày gặp được cha cố ảnh còn nhớ, cha cố luôn luôn có một nụ cười rất là tươi tắn, vui vẻ, sống lạc quan. Và trong mọi biến cố và hoàn cảnh, cha cố
phố vẫn luôn luôn tỏ ra bình tĩnh cũng như một sự cái gì cuộc đời một cách tích cực và tốt đẹp. Thành phố là một sự thời gian chú tâm cho, là người biết trân trọng.